Chào mừng mọi người đến với kênh xe đạp giá xỉ. Em mình giới thiệu cho mọi người cái mẫu mà đi thể dục nhẹ nhàng này, rồi cho mấy em học sinh, sinh viên đi học này, mà giá rất hợp lý, đồ rất là tốt, dáng đẹp, màu đẹp. Thì con này là Katani 26HB 5.0, khung nhôm, thắng đĩa trước sau, và dùng cái bộ chuyển động là Shimano Tuney TX, rất là đẹp và rất là cao cấp với mọi người. 8 lít luôn, rồi đùm bạc đạn trước sau luôn. Xe này thì khung nhôm mà không có mối hàn, làm rất là liền lạc, như xe nó kiểu nó liền, nó đúc nguyên chiếc, không thấy mối hàn đâu mọi người. Nhưng mà thực ra nó là hàn nhá, nhưng mà nó mài nhẵn đấy mọi người. Rồi tay đè của nó là nó sử dụng Shimano Tuney TX mà rất là cao cấp, 8 lít. Hàng loại đẹp luôn. 8 lít 3 đĩa Shimano Tuney TX. Gạt đĩa của nó cũng Shimano Tuney này. Mọi người nhìn những cái gạt đĩa mà nó Shimano Tuney cái kiểu này là cái loại đắt tiền nhá, loại đẹp nhá. Chứ còn nhiều cái mà nó có đen đen rồi nó ghi chữ Tuney mà cái loại nó thấp lắm. Loại đấy đời nó thấp cấp lắm. Đây là cũng Shimano Tuney TX này. Cái này là nãy bấm gạt đè nó chưa có chuyển xuống thôi. Cái loại mà nó dùng cái này này mọi người này, rất là đẹp. Nó bằng kim loại luôn chứ nó không phải bằng cái nhựa màu đỏ đỏ, nhựa màu đỏ đỏ loại thường quá, thấp nhất. Cái bánh của nó thì là bánh 26, mọi người ạ, 26 nhân với 1.2 nhân với 2.125. Líp thì là vẫn là líp líp thả. Màu thì có nhiều màu lắm, màu này là màu đen xanh này, rồi đen đỏ này, rồi đen rồi trắng đỏ này, xanh xám, rất là nhiều màu. Con này sử dụng bạc đạn trước sau, nha mọi người nhé. Tim bật khóa mở nhanh, cái tầm tiền 3950 con này em nghĩ là nó lên hết cỡ rồi, không thể nào mà có cái xe nào mà giá tốt được như cái xe này. Cái bộ chuyển động này của nó là cực kỳ là yên tâm này mọi người này. Xe mà nó được lắp cái bộ chuyển động này thì còn ngon hơn cả mấy cái con xe gian mà chục triệu thì nó chỉ lắp mấy cái này thôi. Chỉ lắp mấy cái này là cùng thôi nhé mọi người nhé. Xe chục hơn chục triệu, mười mấy, 12 triệu là chỉ lắp cái này là cùng thôi. Shimano Tuney TX như mấy cái con... kép 2 23 gì đấy, là chỉ lắp cái đấy là cùng luôn, cả chục triệu. Thì nếu mà anh chị em mà có cái chiều cao vừa vừa ấy, 1m7 nhá đổ xuống, thì mọi người mua chiếc này đi thể dục nhẹ nhàng, đạp xe để chơi, hoặc con em mình đi học, giá rất là hợp lý, chưa đến 4 triệu, cứ coi là 4 triệu đi, 3.950 thì là ok. Đấy, thì em minh giá đấy là đã bao ship rồi, bao ship toàn quốc rồi. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại của em là 070-619-8999. Hoặc là mọi người ghé trực tiếp 98-10 Cống Lở Tân Bình nhé. Xem xe em có sẵn nhiều màu lắm. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em. Em cảm ơn mọi người.